Xin chào các bạn Nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau tính một cái biểu thức đó là SN Thì bằng căn của một cộng với toàn bộ căn 2 cộng với toàn bộ căn 3 cộng Thế đại loại lớn này Nếu mà chúng ta nhập vào cái số N Thì nó sẽ có N cái dấu căn bậc 2 ở đây Và làm sao để chúng ta có thể làm được cái bài này Thì đơn giản chỉ có một cái vòng lặp thôi Chúng ta phải phân tích được cái công thức của nó à, Suy ra được công thức thì chúng ta sẽ lập trình một cách bình thường nếu mà chúng ta theo chiều xuôi nó khó hình dung thì chúng ta lần ngược lại với n chúng ta thấy là có căn n này sau đó cộng với cái cụm là n 1 sau đó lấy căn tiếp tục cả cái cụm vừa tính được lại cộng với n 2 lấy căn sau đó cứ như thế vân vân đến cộng với một tất cả lấy căn đó thì như vậy các bạn thấy là nếu mà các bạn lần ngược lại thì nó sẽ dễ hình dung hơn và bây giờ mình lắp số cụ thể vào ví dụ n bằng hai thì cái công thức của nó là căn của 1 cộng với căn 2. Đó. Thế có nghĩa là gì? Đầu tiên là chúng ta lấy được căn 2. Sau đó chúng ta cộng với 1 lại tạo với cái cụm đấy lấy căn cái nữa. Còn bây giờ đối với n bằng 3 thì chúng ta lấy căn của 1 cộng với bên trong này là căn của 2 bên trong nữa lại cộng với căn của 3. Đó. Thì đây là cả một cụm. Nha thì như vậy nếu chúng ta lấy căn ba, ok cộng với hai, tất cả lấy căn, Xong cả cái cụm đấy lại cộng với một, tất cả lấy căn. thì như vậy nếu như mà mình chạy từ cuối lên thì mình sẽ có công thức ở trong này mình sẽ viết một cái hàm, hàm này nó trả về cái kết quả của căn bậc hai nó là số thực nên mình có thể là trả về float hoặc double. mình sẽ trả về double nhé. double. ví dụ cái này là mình đặt là my sqrt chuyển vào đây là một cái số n nhé đảm bảo là số n là số nguyên dương rồi sau đó thì ở trong này mình sẽ có một cái double result kết quả nhé bắt đầu mình cho một không rồi sau đó mình có một cái vòng for cho cái giá trị y của mình ấy bắt đầu từ n y này giảm về một sau đó thì y công cộng cộng a à nhầm lộn trừ trừ đấy thì ở trong này chúng ta đơn giản chỉ là Chúng là lấy căn result thì sẽ bằng sqrt của result cộng với thằng y xong rồi và cuối cùng chúng ta return cái kết quả rồi bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái giá trị n nào đấy thì mình sẽ đọc nó vào nhé. Sau đó thì mình sẽ đi ra cái kết quả, mai sqrt n vào đây. Chúng ta có thể là cho một cái biểu thức gì đó này, kết quả result bằng chỗ này là như này. OK. Đấy nó chỉ như thế này thôi Và chỗ này mình có thể là Sell ra Yêu cầu người ta nhập vào một cái giá trị Nào đấy thế mình sẽ yêu cầu là Nhập số nguyên Dương N Và các bạn có thể tính lại bằng máy tính nhé Ok Bây giờ mình sẽ chạy này cái này là SQT Nếu mà trong cái công cụ của bạn nó không hiểu SQL là là cái gì ấy. Thì đây chính là căn bậc 2 nhá. Ở trong lập trình không viết được dấu căn mà phải dùng cái hàm để tính toán này. Thì các bạn include một cái thư viện, include đó là cmath Đây là mình biểu diễn nó bằng cái ngôn ngữ C++ cộng. Với cái logic tương tự thì các bạn có thể làm trong bất kỳ một cái ngôn ngữ lập trình nào nhá quan trọng là chúng ta phải suy ra công thức này bây giờ mình sẽ áp vào cái công thức này các bạn thấy đầu tiên với y bằng n đó thì cái kết quả của mình bắt đầu bằng không thì kết quả sẽ bằng không cộng với n lấy căn thì có phải là căn n không khi mà n à, y giảm xuống n trừ một thì cái cụm trước này này nó là căn của n đấy thì cái kết quả mới thì sẽ bằng căn bậc hai của căn n cộng với n 1. Được chưa? Khi mà y giảm xuống n 2 thì cái result này sẽ là căn của n 1 cộng với căn n. Thì kết quả mới sẽ bằng căn bậc 2 của n 2 cộng với căn của n 1 cộng với căn n. Đấy bên trong. Thế các bạn cứ lặp đi lặp lại nhé. Thay thế những cái giá trị cụ thể vào các bạn sẽ nhìn thấy. Thì đấy chính là cái kết quả. Bây giờ chạy này. Rồi, mình nhập một số nhá, ví dụ số 1. Thì rõ ràng căn 1 bằng 1. Tiếp theo, mình sẽ nhập vào số 2. Đấy, thì cái kết quả của nó bằng 1,55377 gì đấy. Các bạn tính bằng máy tính thì nó có đúng không nhá? Lấy căn bậc 2 của 1 cộng với căn 2. Căn 2 thì bằng 1,7 hay sao ấy. Đấy. Cộng lên 1, sau đó lấy căn 1,7 hay 1,4 thì mình quên rồi. À, tiếp theo mình sẽ nhập vào một số 3 đây nhé. Số 3. Đó, số 3 thì ở đây nó bằng 1, vân như thế này. Đã, các bạn có nhập vào. Và xem cái kết quả nó có đúng hay không mà cách là các bạn bấm ở trên máy tính ấy. Máy tính cầm tay hay là viết ở trên mạng hay là gì, gì đó để ra cái kết quả. Rồi bây giờ mình sẽ nhập vào một cái số lớn đi 100 Đấy Thì kết quả nó cũng loanh quanh loanh quanh như này